Chú giải Pháp Cú có nhắc đến một cái câu chuyện là một vị cư sĩ khi mà muốn khi mà lấy vợ rồi đó, một hôm chán đời, nhìn bà vợ chán đời quá cho nên đi tu. Khi đi tu như vậy thì chư tăng do thương tình là vị này cũng từng công quả ở chùa, cho nên là chư tăng cho thọ giới và cho tắp y. Vị này tu một thời gian, sau đó vị này bất mãn đời sống ở rừng, vị này quay trở về đời, vị này hoàn tục. Rồi khi vị này về đời, sống một thời gian, vị này lại bất mãn đời sống ở đời, vị này lại vào rừng xin tu. Chư tăng lại thọ giới cho xuất gia. Rồi sống một thời gian, vị này lại bất mãn đời sống ở rừng, vị này lại về đời. Cứ như vậy vị này làm 7 bận. Cho đến cái lần thứ 7 đó, một hôm thì bà vợ bà cho đứa con bú. Thì khi mà bú như vậy thì bà vợ bà nằm hở hang, quý vị biết mà. Có đôi khi mà vợ chồng ở nhà mà có 2 người với nhau thì đâu có giữ ý giữ tứ làm chi. Thì bà nằm hở hang như vậy đó, áo quần xúc sổ, rồi bà nằm chàng hãng chê hê. Ông chồng ổng về ổng nhìn, ổng quải quá. Thế là ông chồng lại đi xuất gia thêm một lần nữa, là lần thứ 7 đó. Bà má vợ thấy ông chồng đi xuất gia thì mới đến gặp cái đứa con như vậy đó, gặp cái đứa con ruột nó mới đá đứa con ruột nó: trời ơi, mày nằm như vậy nó đi xuất gia là đúng rồi, đi tu là đúng rồi. Bà vợ thì bà cũng nản ông chồng lắm rồi, bà nói thì ổng đi cũng như vài bận, ổng đi vài hôm ổng về à. Tại đi hết 6 lần rồi 6 lần về. Nhưng mà lần này vị này do cái phước tu của tiền kiếp, vừa đi vị này vừa suy nghĩ về sự bất tịnh, sự đáng chán của đời sống thế tục. Và trong khi vị này đang đi như vậy, chưa tới nơi là vị này đã chứng sơ quả. Và khi mà vị này tới để xin xuất gia đó, chư tăng không cho nữa. Chư tăng nói ông tới đây là tới lần thứ 7 rồi, ông thôi khổ đi, ông cứ đi vô rồi đi ra nó mệt mỏi lắm. Vị này mới năn nỉ, vị này nói là vậy bạch ngài, là ngài cứ cho con đi, con bảo đảm lần này lần cuối. Chư tăng không biết cái này lần cuối thứ bao nhiêu rồi. Nhưng mà sau Đức Thế Tôn cũng đồng ý cho vị này xuất gia. Và quả thật do vị này đã chứng đắc sơ quả, thành ra là vị này không còn trở lui đời sống thế tục nữa. Một hôm á, chư tăng mới hỏi là sao còn về đời nữa không? Vị này nói không, hết muốn về đời rồi. Quý vị nhớ về một chuyện. Trong tăng đoàn có những lời nói mình phải rất là cẩn thận. Ngay cả cái lời nói là tôi không muốn về đời thì nó cũng là rất dễ là rơi vào cái vọng ngữ. Thành ra là chư tăng mới đem lên mét với Phật, nói ông sư đã ông vọng ngữ. Đức Phật nói không phải, vị này đã chứng thánh rồi, cho nên là không về đời nữa. Chư tăng mới hỏi là tại sao một người có thể tu chứng đắc đạo quả như vậy mà cứ đi về rồi lại đi lên. Thế Tôn nói thứ nhất là cái chuyện mà vị này đi tu rồi hoàn tục không phải là chuyện lần 1, lần 2, mà vị này thường làm như vậy trong dòng sanh tử. Mà cái nguyên nhân gốc là trong một cái tiền nghiệp, vị này tu chung với một người bạn vào thời Đức Phật quá khứ. Khi mà người bạn này chán đời sống tu sĩ, muốn về đời, thì cái vị này khuyên là thôi về đời thì nó không có cái gì đâu mà vui. Đi tu mình còn hướng đến sự giải thoát, chứ ở đời nó biết bao nhiêu là ô nhiễm, biết bao nhiêu là phiền não. Thì vị này khuyên quá thì cái người bạn này mới siêu lòng và nói thôi vậy thôi thì tôi ở lại, tôi không đi, tôi không hoàn tục nữa. Thì vị này mới tâm sự nói mà sư này đó, tôi thì tôi tính á, nếu mà tôi hoàn tục là 3 cái y bát vậy là tôi cho sư á, tại giờ có 2 ông sư à, sư với tôi là bạn mà, thì tôi tính vậy đó. Nhưng mà thôi bây giờ tôi không có hoàn tục nữa, tôi tu, cho nên là cái này sư quan hỷ nha. Thì lúc bây giờ vị này nhìn y bát của cái vị sư bạn vị này lại nổi lòng tham. Và khi nổi lòng tham như vậy đó, vị này lại khuyên nói thôi, nói thì nói vậy thôi, chứ còn giờ mình tu mà chán đời tu quá rồi thì thôi mình làm cư sĩ, rồi mình làm phước cúng dường cũng được, bạn bè nhớ nhau lâu lâu tới thăm đó. Chứ còn đời tu thì nó cũng kiêng khem khổ hạnh, thiếu trước hụt sau. Thì đôi khi tôi nghĩ bạn nó cũng có lý đó. Cho nên là nếu mà bạn muốn về đời thì nó cũng bình thường thôi. Cái người bạn này mới suy nghĩ tại sao ông bạn của mình ba hồi khuyên như vậy, ba hồi khuyên như thế khác. Thì khi người bạn mình suy tư mới phát hiện à, thì ra là ông sư bạn, ông thèm cái đồ của mình đó. Thì cái sự kiện đó vốn dĩ mình cứ nghĩ là nó cũng bình thường đó. Tại vì rốt cuộc vị này cũng đâu có hoàn tục. Nhưng mà cái chuyện mà khuyên người ta hoàn tục như vậy mà trên cơ sở của cái lòng tham, mình khuyên người ta hoàn tục là mình hại người ta chứ còn gì nữa đó. Thì nó dẫn đến cái nghiệp là sau này vị này đi tu không có yên. Cứ đi tu một thời gian là phiền não lại hoàn tục. Mà hoàn tục rồi nhờ cái phước năm xưa cho nên lại cứ vào chùa để tu. Thành ra là mình phải cẩn trọng. Mà các sư cũng thường cẩn trọng như vậy. Nhiều ông sư phải nói là cà chớn dữ lắm á, nhưng mà bực thì bực như vậy. Có khi là tránh tà đó, nhưng mà không có khuyên ổng hoàn tục. Tại vì cái chuyện ổng tu được là chuyện của ổng. Còn cái chuyện mà mình kêu ổng hoàn tục là có chuyện cái nghiệp của mình.